Hello và xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Mobile Legends cùng Mây. Hôm nay thì mình đã đặc biệt, lần trước thì mình đã bảo là các bạn có nick thì cho mình mượn. Và hôm nay đặc biệt có một bạn tên là Quang Hiếu. Bạn ấy đã inbox fanpage của Shonen Action và cho mình mượn một nick khá là VIP, có tên là Jera level 61. Đây là thông tin cơ bản của bạn ấy, trung tá 2 và rank là rank vàng 1. Bạn ấy có rất là nhiều súng, mình thấy là khá là nhiều súng xịn. Đó là Kyuri Ultimate Gold, AK-47 Chao, M14, Glow Vest Chao Dragon, Battle Royale. Và hôm nay mình sẽ test. À từ từ nhá, để mình hỏi ông Shonen. Shonen có súng gì nhiều đạn không? Các bạn súng xịn. Em định bắn Barret Royal vì còn một ngày nữa là bạn ấy hết hạn rồi. Được rồi, hôm nay mình sẽ review cái con này gọi là con gì nhỉ? KAC Red Bandit. Thì cái con này trong đột kích nó khá là khỏe và nó khá là kiểu như là tốn để quay ra. Và sát thương 50, xuyên thấu 74, lượng đạn 135/135, khá là ổn. Nên bây giờ mình sẽ review, hôm nay mình sẽ review con này và mỗi video mình sẽ review một súng của bạn ấy nhá. Còn thì anh em nào có nick thì hãy inbox vào fanpage của Shonen Action để mình nhận nick ở đó và anh em được lên TV. Ok, mình chỉ làm zombie mà thôi nhá. Rồi, mình sẽ mời Shonen Action vào. Rồi thì anh em có thể cho tôi mượn nick và anh tôi có thể review chỗ. Có hai người à? Có hai người thôi. Có hai người ạ. Hello, rồi mình sẽ thoát ra. 10, 9, 8. Sorry, Joel. Thoát. Bị ít người quá. Đâu? Nhầm map. Hoàng Lăng nhá. Hoàng Lăng. Đấy. Úi dồi. Úi VIP 4 ạ. Kinh thế. Thung. Đấy, bạn này có cả Glovest Charm Dragon. Cái găng tay quá là hoàng gia luôn. Nhanh lên. Rồi, một cái Cat Red Bandit và một khẩu Desert Eagle. Đây đâu, lên đây đấy. Ủi vãi cả trường. Đang tìm ông Shonen thì tự nhiên mình tưởng ông Shonen lên. Rồi mình dùng rồi. Chết rồi, đâu tưởng ông Shonen. Chả chết. Oh man. Đang tưởng ông Shonen thì không phải. Shonen là người đấy chưa? Ê. Sau này. Thằng này đi đâu vậy? Thằng này đi đâu? Ôi trời ơi! Mình cào thế mà không chết thằng người kia kìa! Nó còn 1000 máu thôi! Khỏe lắm! Khỏe lên! Rồi, dùng rồi! Còn không cho em nữa! Cho nên đâu rồi? Đâu? Một cháu! Kìa! Tiếp mi! Chạy! Cẩn thận! Hai cháu! Kìa! Còn bao nhiêu máu? Có bao nhiêu máu? Vâng, đây còn anh Hunter 3000 kìa, còn đi tháng sau. Xấu đó, đấy nó đang trước mặt đấy. Bây giờ hiện tại giữa hai zombie, một con 3000 máu và một con y tá đang solo với anh Hunter bằng có bao nhiêu máu đây? Nó đấm đấy. Nó đấm một máu, xấu nó đỏ đây, nó có 3000 máu rồi, một chém rồi. Chém đặc biệt đấy. Go to win. Rồi. Lên thùng E. Đừng có lên nóc nhà nhờ. Lên cái thùng xe dài dài ấy. Cái kia gọi là cái từ bỏ gọi thì đấy gọi là cái bàn thờ. Ôi trời ơi, ai không? Đi ra đi! Ôi trời ơi! Rồi. Ok rồi đấy. Chạy đi giết thằng khác đấy. Có zombie review súng rồi chứ.
Rồi, đây là khẩu Desert Eagle, một khẩu lục dạng bàng bạc khá là đẹp và nó rất là thanh tao nhá. Cho các bạn nào set sinh viên thì các bạn có thể chơi. Này còn khẩu Carret thì nó khá là ổn. Thì với lượng đạn là 135 viên. Các bạn có thể xấy cả băng vào mồm con zombie thì không thể nào mà zombie đỡ được. Ơ, không tiếp đấy kìa. Và mình cứ review các mình sợ. Đạn thế này thì cả một băng đạn vào mồm thì có mà chết zombie luôn. Cả container đạn vào mồm thì úi dồi ôi, Gatling Gun Blue Battery. Trong hòm, sao cái hòm tiếp tế trong này xịn nhỉ? MG3 Legendary Dragon kìa. Hay quá. Anh ấy đã giết một thằng rồi. Bắn gì đây? Trong này thì không cận chiến được như trên CS ấy. Trên CS một với trên CS máy tính. Còn trên CS máy tính thì mình không biết bắt cua thì mình rất là xin lỗi. Mình chơi được trên này thôi. Và mình sẽ review những cái súng nào mà mình có thể kiếm được. Hoặc là các bạn cho mượn nick. Ơi, hỏi việc đấy game ơi. Xe đi. Ơi, nó đi đâu rồi, có 3 con thôi à? Sầu nó đi, Tommy kìa. Tơ kìa, còn tơ kìa. Ôi, sắp mặt rồi. Đây, đi đây, đi đây. Rồi, rồi, em nhìn rồi. Báo cáo đi, báo cáo đi, báo cáo đi. Sao đây? Trông thanh niên khổ, trông thanh niên khổ cực quá trường. Ôi, dạng sau ấy nhỉ. Khổ thân. Chết cười mất. Mấy ông này khỏe thật đấy. Anh lên, lên cùng mày đi. Sổ nó. Sorry, chẳng quên. Rồi, tiếp tục nào. Rồi, em đứng chặn rồi. Đi đi, vào 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 đi, vào đi, vào đi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Em zombie, chạy đi, chạy đi. Ôi trời, cào sướng rồi. Cố lên nào, cố lên, cố lên. Zombie, zombie, zombie. Zombie nó to là sao ạ? Em xin lỗi, không cố ý kiểu cào ra đằng trước ấy. Xong rồi cào dính anh luôn, tay dài quá. Thôi hồi máu thôi. Bây giờ mình đang 22. Anh quân 001 thì đứng nhất. Ok, mình hồi máu và lên giết bọn kia. Ok nhỉ, có thằng có lễ hái kìa. Lên nào. Anh em đâu? Despacito. Despacito lên. Úi giời ơi, hết Hunter rồi. Giết bọn Hunter sướng lắm. Đi đâu em ơi? Thế thôi cưng à. Thế thôi cưng à, chết mày một chém. Chết thằng rồi. Ở, anh chết chưa? Ra sầu Hunter đây. Em góc nó. Ghost to win. Ok, ăn rồi. Có khi mình bị đổi ấy đấy. Nhiều thằng nhảy quá. Nhiều thằng nhảy lắm. Đừng. Seven, six, five, four, three, two, one. Rồi, may quá. Rồi, tìm đi đánh. Cầm lục ghê. Nó lên kìa. Nó lên. Rồi, rụng rồi, rụng rồi. May thế, viên cuối thì nó rụng. Rồi, không đùa nữa, cầm súng thật thôi. Mà cứ cầm súng, anh cứ tỉa bằng lục đi, em cầm súng xịn cho. Còn các red này thì nó khá là ok, lượng đạn khá là ổn, độ giật cũng bình thường, bắn rất là đau luôn. Bắn từ từ từng viên đấy, các bạn có thể kết liễu một con Terminator rất là dễ dàng. Rất là dễ, và sau này nó ăn bằng lục USB. Thằng sau kìa, Tommy. Thằng tơ. Một cháu rồi. Khi mà bạn zip đến đây này, này thì cái độ lệch tâm của bạn không rất ít lệch. Nghĩa là lệch nó chỉ có một lệch một ít thôi.
nên các bạn có thể đầu tư cái con Carlet này hoặc là MG3 để có thể solo zombie nhá. Tiền đây, tiền lục đi để em. Đây rồi. Úi giời ơi. Em còn 400 viên nữa. Đâu bị tạt đâu? Thoải mái đấy. Tiếng khẩu này mà nó dỡ, nó dã cho cả container đạn và gồm đi cơ mà. Lên bằng quát. Dụng rồi. Ê, nó nhấp nháy rồi đấy. Thì nó nhấp nháy kìa. Đúng rồi. Ê, có con dương mạng nhanh kìa. Dương mạng mình kìa. Xấu đây. Nó ngồi xuống. Dương mạng luôn kìa. À. Gì đấy? Con nào ra? Con lục có thể không? Con này kiểu bất lực rồi. Giơ lên kìa. Con này quát. Xong lên kìa. Lên tiếp. Chúng nó lên đấy hết này. Đứng ngay thôi. 5, 8, 7, 6, 5. Anh nhảy qua kia. Đây, em nhảy qua kia này. Như nào rồi. Bảo kê nhá. Nhảy qua. Ở trên giờ thì anh em bị thủ rồi. Hai thằng trong hero thì thấy bằng mắt. Cầm súng lục một tỉa. Tiết kiệm đạn đi tí nữa. Tí nữa em thay đạn thì anh bắn. Anh chỉ cần ấy thôi. Anh chỉ cần lúc mà em thay đạn anh tỉa ấy, hiểu không? Móc này. Ôi cháu. Đi rồi, thằng kia cầm súng cùi. Khoai này, hai cháu. 75 viên nữa. Đừng bắn tôi nhá, cứ để vào bốn đấy. Đừng bắn tôi, em thay đạn này, em còn súng bảo. Chiến thuật tí mới ăn được. Thay đạn này. Ok rồi đấy. Rồi. Rồi ôi cả con tên đứa đạn vào mồm nhưng mà thằng kia két nhiều quá. Thằng này lên đây nó kiểu ăn hôi. Anh canh phải em canh trái nhá. Đi đây, bắn tôi. Đi cơ. Vào đây. Đừng đâu. Mới tặng một bên. Ờ em canh phải, em canh trái nhá. Tự nhiên thằng kia chết một tướng lắm. Vào đây. Hai thằng hero đứng đây trải vào này. Nó vô kìa. Nhưng mà kiểu loạn cực ấy. Ok. Vậy là mình đã test review xong cho các bạn cái khẩu các trên sao này. Thì anh em có gì nếu mà có nick thì hãy gửi về fanpage của Shell Nation và gửi qua Facebook của mình là Quân Nam nhá. Ok, cảm ơn các anh em đã xem video và đặc biệt là cảm ơn bạn đã cho mình mượn nick này. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.